thân vì chính nghĩa. Oh yeah. Những gương mặt sáng lửa cháy sáng bừng trong trái tim, những gương mặt sáng vì nghĩa luôn xa tàn. Những gương mặt sáng bạn ơi nhắc mình luôn vững tin, những gương mặt sáng mặc gió mưa cát cài. Nào bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, đừng quan tâm lý do người ta nói, đừng lung lay ý chí của riêng mình, cùng mở ra sức xe liên hệ. Chào các bạn, tớ là Sirius. Ngày anh tớ đón tớ tới thành phố lớn đã xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Thì ra chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ mà bên tớ từ nhỏ tới lớn có một nguồn năng lượng vô cùng thần bí. Nó là một đội cùng với một chiếc xe đỏ khác. Thần kỳ nhất là hai chiếc có thể hợp thể lại với nhau, biến thành một siêu xe thần thú cực cool ngầu. Và càng thần kỳ hơn nữa là những con siêu xe này, tất cả chúng đều có linh hồn. Thì ra trò chơi siêu xe biến hình này có thật. Những người sở hữu những con siêu xe thần thú này được gọi là siêu xe chủ. Những chiếc xe hợp thể trở thành những con quái thú mạnh mẽ. Hãy gia nhập vào quyết đấu siêu xe của chúng tôi, cùng nhau đi săn nào. Sao vậy, Sadet? Sadet! Không, năng lượng của ta. Sadet! Harris! Cứu tớ! Sadet! Đừng mà! Không! Thần thú Sadet biến mất rồi. Nói như vậy, Sadet sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa sao? Sadet vô tội. Tất cả đều tại Harris. Nhưng tớ nghĩ Harris cũng đã học được một bài học đáng nhớ rồi. Thì ra mọi thứ đều không thuộc về ta. Tất cả đều là vô ích. Siêu xe thần thú của mọi người. Không sao đâu. Năng lượng của chúng chỉ tạm thời bị hút mất thôi. Chút nữa chắc sẽ khôi phục lại bây giờ. Không sao là tốt rồi. Nhưng giờ chúng ta phải nghĩ cách để tiến vào tháp năng lượng ít nữa. Ta đã cho phép các ngươi chưa? Reagan, giờ chỉ còn cậu là có thể chiến đấu. Chúng ta phải bảo vệ những người khác. Đương nhiên rồi. Vậy thì quá nguy hiểm. Một mình cậu đối đầu với bao nhiêu siêu xe thần thú. Đúng vậy. Hơn nữa chúng ta vẫn chưa biết cách đi vào tháp. Nếu cũng giống như Sadet thì... Đã tới nước này rồi thì không còn đường lui nữa đâu. Nhưng mà... Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ chiến thắng. Tiến lên, đánh bại loài người, cứu những người anh em. Không được để chúng xâm nhập vào thánh địa. Rõ. Liệt kiếm quả. Hả?
Cái gì? Hình phạt cho kẻ dám xâm nhập vào thánh địa. Reagan, không. Đó là lớp ngăn cách biến mất rồi. Chuyện gì vậy? Reagan, cậu có sao không? Sirius, nó không sao. Là tổ chức người khổng lồ. Cuối cùng cũng mở được cánh cửa rồi. Lại là hắn. Sao cứ phải xuất hiện ngay lúc này? Thủ lĩnh. Đáng ghét, hắn muốn làm gì? Đại ca, lại một tên sát thủ đeo mặt nạ. Chết tiệt, tên khốn nạn. Lại muốn sát hại đồng loại bọn ta nữa sao? Báo động toàn quân. Bức tượng đá đẹp làm sao? Quả nhiên những siêu xe thần thú đã chết là đẹp nhất. Nhưng mà cái gì? Người có quyền gì mà đòi quyết định sống chết của siêu xe thần thú? Đúng vậy, tính mạng của siêu xe thần thú không dễ dàng tước đoạt vậy đâu. Sinh mệnh của siêu xe thần thú à? Đối với con người, sinh mệnh của các ngươi còn chẳng bằng cỏ rác. Ngươi là con quái vật mặt nạ, ngươi là ai? Tại sao không thể tha cho các siêu xe thần thú? Ngươi thật sự muốn biết ta là ai sao? Đúng vậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Có giỏi thì bỏ mặt nạ ra xem. Tiến sĩ Simon. Là anh Sirius, em không hiểu đâu. Chúng cũng giống như Sade, là mối nguy hiểm của loài người. Chúng phải đền tội. Nhưng có những siêu xe thần thú như Sade thì cũng có những siêu xe thần thú tốt bụng tồn tại mà. Giống như Reagan và các cậu ấy. Được cười. Siêu xe thần thú đã không còn tương lai nữa rồi. Tổ chức người khổng lồ bọn ta sẽ đưa thế giới chỉ còn loài người làm chủ trở lại. Ta sẽ không để các ngươi tiến vào thánh địa thế giới siêu xe đâu. Dừng lại, không được tự ý hành động. Anh à, bọn em không thể làm hại thêm siêu xe thần thú được nữa. Kế hoạch của anh chưa bao giờ tồn tại hai chữ thất bại đâu, Sirius. Reagan, chúng ta cũng lên thôi. Phải ngăn cản được anh tớ bằng mọi giá. Dù đám người đeo mặt nạ đó vào được, nhưng ta sẽ không để bất cứ con người nào tiến vào thêm nữa đâu. Wolf, nghỉ ngơi đủ rồi. Jack, để bọn tớ giúp Reagan một tay. Mặc dù chúng ta từng có rất nhiều khúc mắc, nhưng giờ để tớ gỡ lại những khúc mắc đó nha. Ý cậu là chỗ này cứ để cho đội săn đêm tối bọn tớ. Sirius, các cậu mau đuổi theo anh cậu đi. Jack à, anh, nếu chúng ta vẫn còn sống, anh em mình lại cùng nhau luyện kiếm. Đương nhiên. Con người không được tiến vào. Tường băng vô hạn.
Sirius, Aleo, hai người đi đi. Nhưng tiến lên đi Sirius. Vì tương lai của các siêu xe thần thú. Sirius, vận mệnh đang đếm ngược. Con chọn sống hay chết? Con chọn sao? Tiến lên nào. Phía trước sẽ có đáp án mà con tìm. Hãy tin tưởng những người bạn của con sẽ luôn ủng hộ con. Con hiểu rồi. Con sẽ ngăn cản anh Simon lại. Nguy hiểm quá. Tiếc là trong ba lô có một thanh sô-cô-la, hai viên kẹo. Còn ăn với uống. Chạy đi. Đó là cái gì vậy? Cứu tôi với, chạy thôi. Nữ thần Lin Lin, nữ thần Lin Lin, nữ thần Lin Lin, nữ thần Lin Lin. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người biết không, những trẻ em vùng sâu vùng xa đang cần sự giúp đỡ của các bạn. Hy vọng các bạn đóng góp chút ít. Được. Wow, đây là thế giới loài người sao? Con người nhiệt tình ghê. Loài người đáng chết, biến mất luôn đi. Cứu giới! Cứu giới! Có quái vật! Cứu giới! Có quái vật! Mọi người đừng xô đẩy, cẩn thận bị thương. Lin Lin, nữ thần, em có làm sao không? Cảm ơn, em không sao. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Được rồi, không sao nữa đâu. Đừng khóc nữa, để chị tìm mẹ cho em nha. Mọi người bình tĩnh, đừng sợ. Nữ thần Lin Lin nói đúng. Đám siêu xe thần thú đó cứ giao cho bọn tôi. Mọi người lần lượt đi trốn đi. Vậy giao lại cho các anh, những anh hùng siêu xe chủ. Mọi người di tản theo hướng tay tôi chỉ nào. Con. Mẹ ơi. Cảm ơn hai người nha. Nữ thần Lin Lin, em chạy đi. Yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ngăn cản bằng mọi giá. Nói thì dễ lắm, người chiến đấu vì nữ thần Lin Lin là cậu chắc. Nói gì vậy? Biết hôn đại nhân, đừng làm tớ mất mặt trước nữ thần Lin Lin chứ. Nữ thần Lin Lin, em làm gì? Lúc trước em đã muốn làm phóng viên hiện trường chiến sự rồi. Yên tâm, em là võ sĩ, thái cực quyền quốc gia mà. Nhưng nữ thần Lin Lin à, vậy thì rất nguy hiểm. Không sao, ở đây còn có các dũng sĩ nhỏ nữa mà. Không sao, cứ giao cho Big Horn tới lo đi. Cậu tên là Big Horn, dễ thương ghê. Nữ thần Lin Lin, người bảo vệ em là tôi mà. Đi thôi. Anh à, anh, tại sao anh lại ghét siêu xe thần thú tới vậy? Sirius, giờ anh sẽ nói cho em hiểu vì sao siêu xe thần thú không nên tồn tại. Loài người đáng ghét, biến mất hết đi. Cứu chúng tôi với. Ba ơi, mẹ ơi.
Ta sẽ cho các ngươi cảm nhận cảm giác làm đồ chơi, bị chơi đùa là như thế nào. Không biết giờ ba mẹ sao rồi, có sao không nữa. Dữ liệu không đầy đủ, không thể tính ra được. Bọn chúng đã hại người thân của chúng ta, thậm chí là hủy diệt cả loài người. Ngươi nói bậy, bọn ta không làm điều đó. Là anh thả siêu xe thần thú ra? Không, không hề. Đó chẳng qua là tác dụng phụ khi mở các cửa phán xét thôi. Cánh cửa phán xét, đó không phải là... Đúng vậy, may nhờ có ngươi Reagan, bọn ta mới có thể đi qua cánh cửa phán xét. Đồng thời siêu xe thần thú cũng đến thế giới loài người và thể hiện mức độ nguy hiểm của chúng đối với con người. Đây chính là lời phán xét cuối cùng. Là lỗi của em sao? Yên tâm đi Sirius, máy phát năng lượng X đang bắt đầu hoạt động. Không lâu nữa tất cả những siêu xe thần thú đều sẽ biến mất. Không, siêu xe thần thú cũng có cuộc sống, cũng có cảm xúc, chúng vô tội. Chính vì vậy không thể để những sinh vật bậc cao có trí tuệ khác uy hiếp tới sự tồn tại của loài người. Đây mà là tiến sĩ sao? Suy nghĩ quá bảo thủ. Tiến sĩ Simon xấu xa mà tớ biết đã từng giúp đỡ tớ trong lúc tớ khó khăn nhất, còn trị thương cho Phoenix. Nhưng bây giờ... Đáng ghét. Anh à, em không còn hy vọng có thể thuyết phục được anh nữa rồi. Nhưng siêu xe thần thú đã được sinh ra trên đời này, thì hãy để chúng tự quyết định tương lai của mình đi. Reagan, vì đồng loại của mình, vì bản thân, hãy chiến đấu hết mình đi nào. Còn phải nói, Sirius, em làm anh thất vọng quá. Chỉ cần ngăn cản bọn nó, mấy phát năng lượng ít nằm trong tầm tay là cái chắc. Lam Jinu, Storm Jinu. Những gương mặt xa.